Thưa quý vị, trang Avia Pro hôm 30 tháng 5 đưa tin, một cuộc tập trận không quân quy mô lớn đã được Phần Lan tổ chức tại khu vực gần biên giới với Nga. 150 máy bay chiến đấu của không quân Phần Lan cùng 14 quốc gia khác, trong đó có 12 thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Trong cuộc tập trận kéo dài 2 tuần, lực lượng không quân của các quốc gia này sẽ tiến hành các bài tập tuần tra và phối hợp tác chiến. Theo trang tin Defense Post, mục đích của cuộc tập trận trên là tăng cường khả năng phối hợp bảo vệ không phận của các quốc gia đồng minh, cũng như nâng cao năng lực tấn công mục tiêu mặt đất. Trước đó, vào đầu tháng 4, trong một động thái đáp trả việc Phần Lan gia nhập NATO, quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tập trận quy mô lớn với sự tham gia của nhiều vũ khí hạng nặng tại khu vực Kaliningrad gần biên giới với Phần Lan. Hơn 15 máy bay chiến đấu từ các đơn vị không quân, hải quân của hạm đội Baltic đã tham gia vào cuộc tập trận trên với các bài diễn tập phóng tên lửa, bắn pháo và ném bom. Văn phòng báo chí của hạm đội Baltic cho biết, trong quá trình bay huấn luyện, các biên đội máy bay chiến đấu đa năng Su-30SM và Su-30SM-2, máy bay cường kích Su-24 và máy bay vận tải quân sự AN-26 đã thực hiện các bài tập khai hỏa chiến thuật nhằm vào mục tiêu đã định, hỗ trợ cho các đơn vị mặt đất, phá hủy các sở chỉ huy, xe bọc thép và nhân lực của đối phương, cũng như tiến hành trinh sát trên không. Thưa quý vị, cuộc đua trở thành nhà lãnh đạo tiếp theo của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang nóng lên. Nhưng đó là một cuộc đua phần lớn diễn ra ngoài tầm nhìn của công chúng và chưa rõ ai sẽ là ứng cử viên tiềm năng. NATO đang đau đầu tìm ứng cử viên cho vị trí Tổng Thư ký khi ông Jens Stoltenberg sắp từ chức vào tháng 9 tới. Trong bối cảnh hiện nay, không dễ để tổ chức này tìm ra được một cái tên có thể làm hài lòng tất cả các thành viên. Jens Stoltenberg, Tổng thư ký người Na Uy của Liên minh quân sự xuyên đại Tây Dương sẽ từ chức vào cuối tháng 9 này sau 9 năm giữ chức vụ. Nhiều thành viên liên minh muốn việc kế nhiệm ông Stoltenberg diễn ra trước hoặc trong hội nghị thượng đỉnh NATO ở Lithuania vào giữa tháng 7 tới. Tất nhiên, điều này không cho phép 31 quốc gia thành viên NATO từ Mỹ cho đến Tân binh Phần Lan hay Thổ Nhĩ Kỳ có nhiều thời gian để có những đồng thuận cần thiết nhằm lựa chọn một nhà lãnh đạo mới. Họ cũng có thể sẽ đề xuất ông Stoltenberg gia hạn nhiệm kỳ lần thứ 4. Bất cứ ai đảm đương cương vị vào thời điểm quan trọng này đều sẽ đối mặt với thách thức kép là giữ các đồng minh trên mặt trận hỗ trợ Ukraine trong khi đề phòng mọi nguy cơ leo thang đẩy NATO vào cuộc xung đột trực tiếp với Nga. Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace tuyên bố để mắt tới công việc này, song trong bối cảnh một số chính phủ thúc đẩy việc NATO lần đầu tiên có một nữ tổng thư ký, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen có thể sẽ là một ứng cử viên nặng ký. Dù ghế tổng thư ký NATO là một công việc cụ thể và công khai, cuộc cạnh tranh cho vị trí này cực kỳ không rõ ràng, chủ yếu diễn ra trong các cuộc tham vấn giữa giới lãnh đạo và ngoại giao. Những cuộc tham vấn đó tiếp diễn cho đến khi tất cả các thành viên NATO nhất trí đạt đồng thuận. Ông Jeremy Scher, cựu quan chức cấp cao của NATO, người đã phục vụ trong liên minh này tới 38 năm, cho biết các nhà lãnh đạo sẽ tìm kiếm một chính trị gia, người truyền tải và nhà ngoại giao lành nghề. Nhiều nhà ngoại giao cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace chưa thích hợp cho công việc này, dù ông có uy tín và được tôn trọng trong liên minh. Một số thành viên mong muốn lựa chọn một người phụ nữ cho vị trí lãnh đạo NATO. Nhiều người cũng muốn tân tổng thư ký NATO là một cựu thủ tướng hoặc tổng thống để đảm bảo nhà lãnh đạo có ảnh hưởng chính trị ở cấp cao nhất, giống như ông Stoltenberg, 64 tuổi, từng là thủ tướng Na Uy. Một số thành viên, đặc biệt là Pháp, muốn một ứng cử viên đến từ quốc gia Liên minh châu Âu, EU, với hy vọng về sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa NATO và EU. Thủ tướng Đan Mạch Frederiksen đáp ứng tất cả các tiêu chí trên. Theo các nhà ngoại giao NATO, bà Frederiksen là cái tên đang được xem xét một cách nghiêm túc ở hậu trường. Bà Frederiksen lần đầu tiên được đề cập với khả năng là ứng cử viên cho chức Tổng thư ký Liên minh trong bản tin của báo VG Na Uy hồi tháng trước và một lần nữa làm xôn xao giới truyền thông trong tuần này khi Nhà Trắng thông báo bà sẽ đến thăm Tổng thống Mỹ Joe Biden vào đầu tháng 6. Trả lời báo giới ở Copenhagen hồi tuần trước, Thủ tướng Đan Mạch bác bỏ suy đoán cho rằng chuyến thăm nhằm phục vụ cuộc đua tại NATO sắp tới. Tôi không ứng cử cho bất kỳ vị trí công việc nào. Theo truyền thống, vị trí này thuộc về một người châu Âu, nhưng bất kỳ ứng cử viên nghiêm túc nào cũng cần có sự ủng hộ từ Washington. Một nguồn thạo tin cho biết, chính quyền Tổng thống Joe Biden vẫn chưa lựa chọn được ứng cử viên và các quan chức phụ tá hàng đầu vẫn đang tranh luận sôi nổi. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng còn quá sớm để suy đoán xem Washington sẽ hậu thuẫn ai. Bà Frederiksen, 45 tuổi, thành viên Đảng Dân Chủ Xã Hội, trở thành thủ tướng trẻ nhất Đan Mạch vào năm 2019. Bà được ca ngợi về năng lực quản lý khủng hoảng trong đại dịch COVID-19 và đắc cử nhiệm kỳ 2 hồi năm ngoái.
nhà lãnh đạo này sẽ phải từ bỏ chức vụ Thủ tướng Đan Mạch nếu nhận công việc ở NATO, điều mà các nhà bình luận chính trị cho rằng sẽ đẩy chính phủ của bà đến bờ vực sụp đổ. Tất nhiên, chiến dịch cho vị trí ở NATO cũng sẽ không thuận buồm xuôi gió. Đan Mạch không đạt được mục tiêu của NATO là chi 2% GDP cho quốc phòng, hiện mới chỉ ở mức 1,38%, dù bà Frederiksen đã cam kết tăng tốc các nỗ lực để đạt mục tiêu này. Một số đồng minh cũng cho rằng đã đến lúc vị trí này nên lần đầu tiên thuộc về một nước Đông Âu, đặc biệt là khi cuộc xung đột ở Ukraine đã khiến khu vực này trở nên quan trọng hơn đối với NATO. Nếu bà Frederiksen đắc cử, bà sẽ là lãnh đạo NATO thứ 3 liên tiếp đến từ một quốc gia Bắc Âu. Thủ tướng Estonia Kaja Kallas, Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen, người Đức, và Phó Thủ tướng Canada Chrystia Freeland cũng là các ứng cử viên tiềm năng đang được giới ngoại giao và báo giới nhắc đến. Những cái tên phổ biến khác là Thủ tướng kỳ cựu của Hà Lan Mark Rutte và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez. Tuy nhiên, ông Rutte đã khẳng định không muốn công việc đó, trong khi ông Sanchez bận rộn với cuộc tổng tuyển cử vào cuối năm nay. Một số nhà ngoại giao cho rằng, nhiều ứng cử viên gây tranh cãi có thể không được Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan chấp nhận. Ông Erdogan vốn không hề ngần ngại trong việc ngăn chặn sự đồng thuận của NATO. Đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ cùng với Hungary vẫn chưa gật đầu mở cửa để Thụy Điển trở thành thành viên của NATO. Việc thiếu vắng các ứng cử viên rõ ràng với sự ủng hộ rộng rãi càng làm tăng khả năng ông Stoltenberg gia hạn nhiệm kỳ, thậm chí là tới tận một hội nghị thượng đỉnh NATO khác vào năm 2024. Ông Stoltenberg nói không muốn ở lại lâu hơn, song để ngỏ câu trả lời nếu được yêu cầu. Thưa quý vị, Tổng thống Joe Biden nói với báo giới rằng Mỹ đang xem xét việc cung cấp cho Ukraine hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS. Tuy nhiên, đây là điều vẫn đang được thảo luận. Mỹ được cho là lo ngại về việc cạn kiệt kho dự trữ tên lửa ATACMS và khả năng leo thang xung đột nếu Kiev sử dụng vũ khí này để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ của Nga. Hồi đầu tháng 5, thư ký báo chí Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết Washington không có kế hoạch chuyển ATACMS cho Ukraine. Trước đó, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ tướng Mark Milley cho biết Mỹ sẽ không cung cấp cho Ukraine ATACMS. Ông nói Mỹ có tương đối ít hệ thống ATACMS và quân đội cần phải duy trì mức độ vũ khí quan trọng trong kho dự trữ. Tên lửa ATACMS có thể bắn trúng mục tiêu cách xa 300 km và có thể được bắn từ các bệ phóng đã được cung cấp cho Ukraine từ phương Tây, bao gồm bệ phóng di động HIMARS và bệ phóng M270. Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, các nước phương Tây đã cung cấp cho Kiev các loại hệ thống vũ khí khác nhau, bao gồm tên lửa phòng không, hệ thống phóng rocket đa nòng, xe tăng, pháo tự hành và súng phòng không. Từ lâu, Ukraine đã yêu cầu các đồng minh phương Tây viện trợ cho nước này các loại tên lửa tấn công tầm xa có thể đánh vào vùng hậu cần của Nga, nằm cách xa chiến tuyến. Mới đây, Vương quốc Anh quyết định cung cấp cho Ukraine tên lửa Storm Shadow với tầm bắn hơn 250 km. Tên lửa Storm Shadow có thể sẽ trở thành vũ khí giúp Ukraine thay đổi cục diện chiến trường nếu nhìn từ tầm tác chiến của nó. Tờ Washington Post cho biết, London hy vọng việc họ đi đầu trong việc viện trợ vũ khí tầm xa sẽ khiến Mỹ đổi ý viện trợ ATACMS cho Kiev.